Rồi, rồi. Trước tiên là chị cho em biết tên của chị ha. À, chị tên là Trần Thị Thanh Nga. Dạ, chị Nga là hiện tại ở tỉnh thành nào? Chị đang ở thôn thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Dạ, hôm nay chị Nga kết nối là để kiếm ai chị Nga? À, chị Nga kết nối để tìm người thân cho chồng. À, người thân bên chồng. Cụ thể là ai, vai vế như thế nào chị ha? Sẽ là ba má chồng, anh em rồi đó. Nói chung là không có ai. Dạ, vậy là chồng chị là thất lạc từ lúc nhỏ. Đúng rồi. Dạ, rồi câu chuyện của chồng chị như thế nào chị kể em nghe. À, tức là cái lúc mà ba má nuôi bây giờ á là đi đi sinh em bé đó, nhưng mà đi sanh bà chị đó nhưng mà không được. À, không được thì do cũng có cái sự cố. À, cho nên là lúc đó là nghe nói đâu cái phòng kế bên á là có một người mẹ cũng sinh ra một bé trai nhưng mà không có khả năng nuôi. À, cho nên là có ý là cho đó. Dạ. Thì ba má nuôi á mới qua bên đó xin bồng em bé đó về nuôi là chồng chị bây giờ. Dạ. Là đi sanh tại bệnh viện hay là ra sao? Bệnh viện nào? Địa chỉ ra sao? Lúc đó là sinh ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. À, sinh ra khoa Đà Nẵng. Dạ. Rồi, vậy là do má chồng nuôi đó, là sinh em bé có gặp sự cố, vì vậy cho nên là đã sinh chồng chị là với cái người ba mẹ ruột cùng sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng luôn. Đúng rồi. Và thông tin hoặc là những cái tình tiết gì về bên gia đình ruột thì như thế nào, có nghe kể lại không? À, cái tình tiết đó là chỉ lúc lúc đó đó là mà người mẹ mà sinh ra đó là không không có khả năng nuôi thì ở bên 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 nhà ba má nuôi nè mới đi đi qua cái phòng kế bên rồi ẵm em bé, mà trong lúc ẵm em bé là bà nội với bà ngoại là đi qua đó ẵm em bé rồi có cho cái người mẹ đó 20.000, 20 á. Mỗi người cho 10.000. Thì người mẹ đó là nói là không có bán con nhưng mà thật sự là khó khăn quá cho nên người mẹ đó có lấy 20.000 đó, có bấy nhiêu đó thôi là ẵm em bé về nuôi luôn. Còn có nghe kể là khu vực nào, người mẹ ruột đó ở khu vực nào, hay là cái trường hợp vợ chồng ra sao, hay là mấy người con chẳng hạn, rồi thông tin có nghe kể gì thêm không? Cái đó không có thông tin gì đúng vậy ạ. Chỉ có là người mẹ đó có nói là ở nhà đó có hai đứa nhỏ rồi, bây giờ đem cái đứa này về nữa là sẽ không có khả năng nuôi. Rồi lúc đó là ông chồng á là ông bị bắt bắt đi cải tạo rồi. Bây giờ không không có khả năng nuôi. Rồi Có biết vậy. gì đó thôi à, chứ không có thông tin gì thêm nữa đấy. Vậy thì dựa trên cái thông tin mà chị nêu trên thì trong gia đình ai mà nằm trong hoàn cảnh đó, có chồng đi cải tạo và có hai người con trước đó, và người mẹ đi sinh em bé vào năm năm mấy hả chị ha? Tháng 9 năm 1970. À, 70. Ai ai Tháng cùng 9. hoàn cảnh, ai cùng hoàn cảnh thì người ta sẽ lên tiếng. Đúng rồi. Ok chị. Rồi em sẽ truyền tải thông tin cho chị, rồi có ai nằm trong hoàn cảnh đó, có ai lên tiếng thì em báo chị biết nghe. Rồi. Bây giờ cái của chồng chị đó, nếu mà cộng đồng mạng á, có ai biết được thông tin nhé, liên lạc giùm Tuấn Vĩ thì gia đình xin hậu tạ 10 triệu. Chị. À, Tuấn Vĩ ơi, ý là bây giờ Tuấn Vĩ có thời gian cho chị chia sẻ thêm một trường hợp nữa giùm được không? Ok chị, sẵn chị nói luôn đi chị. Rồi, tức là bây giờ chị Tuấn Vĩ chia sẻ giùm một cái trường hợp là của cái bà chị đây á, là bà đi tìm bà chị ruột của bà, tức là năm 1960 á là cái bà Trương Thị Xảo Kể đi bà chị. gặp cái ông chồng bà là ông Lê Bài bài học á. Rồi có sinh ra đông con lắm, mà lúc đó nó là có cho một người con gái tên là Lê Thị Tộ,
lên nhà đi ở giúp việc cho một cái gia đình đó. À, Dạ. mà trong lúc mà chị Tổ đó đi là chỉ khoảng 13 tuổi, Dạ. 13 tới 14 đó, chứ không không có lớn nữa. À, Rồi, là lên ở. cho em hỏi là giúp việc cho ông Lê Bài ấy hả? Không, ông Lê Bài với bà Trương Thị Xảo là cha mẹ của chị Tổ đó. À, cha mẹ ruột. À, cha mẹ ruột cho con là Lê Thị Tổ đi giúp việc cho gia đình, một gia đình nào Cái gia đó. đình là cách nhà phải chừng chưa tới 3 cây số, là một cho giúp việc một cái gia đình đó là cái hiệu vàng, hiệu vàng Cần, cái tên là hiệu vàng Cần Cần Cù, cái hiệu vàng đó có cái tên nữa là hiệu vàng Minh Hải, Minh Hải đó. Thì trong trong lúc cho chị Tổ lên nhà ở giúp việc á, thì là chị Tổ chỉ nhỏ quá, chỉ ở một mình chỉ sợ, cho nên là có cho thêm 2 bà chị của chị nữa, là chị Hát với lại chị Mừng, đây ở chung, 3 chị em ở chung cho vui. Là ở khoảng 5 ngày thôi, là 2 chị đó, chị Hát với chị Mừng rồi đi về để cho chị Tổ một mình đó. Rồi cái rồi nói chung là chưa tới 3 cây số, nhưng mà do cái lúc đó là cái việc đi lại cũng khó khăn, về hơn nữa gia đình cũng hoàn cảnh cũng khó, cho nên là không có ai lên xuống gì hết. Cái ở mãi cho đến cái năm mà 69, là bà mẹ, tức là ở nhà sinh thêm một người con nữa, là chị Tổ đây chạy về. Lúc chị nghe mà sinh thêm một người con em nữa là chị có về. Khi chị về là chị đem cái giò heo á, chị về là chị đứng ngay chỗ cái cửa phòng mà chị đưa vô, chị nói là nấu cho mẹ ăn, xong là chị bảo chị chạy luôn. À, cho đến nay là không có gặp nữa, đi luôn. Thì sau khi giải phóng thì gia đình lên á, là nói là cái hiệu vàng đó dọn đi rồi, dọn đi mà cũng chẳng biết đi đâu. Cho em hỏi chỗ này chút xíu. Thứ nhất á, là cái địa điểm của tiệm vàng đó, cái khi còn tồn tại ở đó là thuộc địa phương nào? Cũng là thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Và cái khi mà chị Tổ này chạy về đưa cái giò heo cho mẹ đó, thì khi chạy trở lại thì đã đến nhà của ông này chưa? Không biết là mình cũng không biết được chị ha, có Đúng về đến nhà chưa ha? không biết là về lại hay là bỏ chạy lung thì không biết, nhưng mà lúc đó à, nghe nghe nói một cái thông tin, cho đến bây giờ những cái nhân chứng sống người ta còn ở quanh đó, người ta nói là cái ông đó đó, cái ông Cần đó, ông chủ tiệm vàng á, là ổng làm một cái chức gì đó cái thời đó thì không biết, nhưng mà nói chung là ổng có súng, ổng trong trong nhà ổng là có súng. Rồi nói chung ổng không hàng xóm ít có ai là thân với ổng lắm, tại vì nói cái gì cái là sợ sợ là ổng báo rồi họ tới bắt, nên chị không ít ít có người quan hệ, ổng không có quan hệ rộng rãi đó. Mà lâu lâu là đi đâu cỡ chừng tuần lễ là ổng về lại đó, lâu lâu là ổng đi đi đâu đó cỡ tuần lễ 5 7 ngày cái ổng về lại. Mà ổng thì ổng nói tiếng, ổng người Bắc, nói tiếng Bắc, còn mà vợ là nói tiếng Quảng Trị hay là Quảng Bình gì đó, cũng cái tướng cũng cái tiếng cũng gần gần giống nhau đó. Cho nên là cái người ta ít có ấy, thì không biết là chị Tổ chỉ về hay là chị đi lung cũng không biết, thất lạc luôn. Rồi, ok chị. Thì em cứ ngỡ ngỡ là khi chị Tổ quay trở lại đó thì là không đến nhà, rồi sau đó hỏi gia đình nhà ông Cần thì không thấy chị Tổ trở lại, thì sợ là sợ cái trường hợp như vậy. Còn trong cái trường hợp mà mình cũng không biết được là có trở lại hay không đó, thì là cái khả năng trở về với nhà ông Cần thì nó rất là cao. Khả năng trở về đến nhà ông Cần thì cao chứ không có phải là thấp. Em hỏi cho kỹ, bởi vì em cứ lường đến cái trường hợp là chạy về chưa đến nhà ông Cần rồi đi đâu mất tiêu, ví dụ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này mình không có Tại vì nắm được thì là không sao. khi đó gia đình lên thì là cái nhà đó dọn đi rồi, à, dọn đi rồi, cho nên cái khả năng là chỉ sẽ đi về lại nhà ông Cần. Rồi, ok Bây chị. giờ có thêm cái tên tuổi của anh chị em trong nhà nữa, mình có nói không Tuấn Vĩ à? Rồi sẵn chỉ đọc tên cha mẹ và tên những người trong gia đình luôn. Tên cha là tên Lê Bài, còn tên mẹ là Trương Thị Xảo. Rồi
Cái ông hai vợ chồng này gặp nhau á là có được một người anh là đã mất rồi. Không, xin lỗi tôi nghĩ là cái ông Lê Bài này cũng gặp một cái bà trước rồi á, là ông có anh hai, là anh hai mất rồi. Cái rồi mới gặp cái bà Trương Thị Xảo là mới đẻ ra là chị Tộ, là cái chị mà đang đang tìm. Ừ. Rồi tiếp cái chị Tộ là anh Bốn Lập. Rồi chị Năm Hát. Chị mừng Anh ha. Sáu Ca. Chị Bảy Mừng, anh Tám Đi, anh Chín Chạy, tức là anh Chín là cái anh mà chị đem cái giò heo về là chị đi luôn đó đó. Vậy là chắc là ông này cũng cũng yêu văn nghệ lắm nè, ông cũng đặt là ca hát mừng này kia ha. Chắc có lẽ yêu văn nghệ cả Tuấn Dạ. Vĩ. À, bây giờ có thêm thông tin tí nữa Tuấn Vĩ này, tức là cái chị Tộ này á, ngày xưa á, là chị cũng có quen biết, giống như là có cái anh Chiến đó, anh Chiến chiến đấu đó. Anh Chiến mà có từ chiến đấu là cũng ở gần nhà chị, rồi hai người có thương nhau đó, có chụp hình chung. Anh Chiến bây giờ vẫn khỏe đó, vẫn còn hiện diện đó. Ừ, cho nên là anh Chiến đó là ảnh có một cái tiệm hàng gò thùng thiết á, ảnh lên phụ ảnh làm với cha ảnh gần cái tiệm vàng, đối diện cái tiệm vàng luôn, cho nên hai người cũng có dịp có thương nhau trong cái đoạn đó, là cái tình bạn bè gì đó mình biết. Bây giờ anh Chiến đó vẫn hiện hữu, vẫn còn hiện hữu đó. Ừ. Trên khả năng mà chị Tộ mà chị nghe được, chị nhớ lại là có bạn với anh Chiến. Đối diện với tiệm vàng ha. Đúng Ok, được rồi chị. Rồi em thấy cái lúc đó đó thì chị Tổ cũng 13 tuổi rồi, chắc chắn là khi mà chị nghe được câu chuyện này thì chắc chắn là chị sẽ nhận ra liền. Còn rồi. cũng cũng mong là trong cộng đồng hoặc là con cái của chị Tổ rồi những người thân quen này kia có ai mà có biết được trường hợp này thì mong được sự lên tiếng của những người xung quanh. Rồi, sẽ có ai báo tin thì em cho chị hay Nếu nha. trường hợp của chị Tộ mà nếu mà cũng có cộng đồng mạng ai mà biết mà liên lạc giùm Tuấn Vĩ thì gia đình bên đó cũng xin họ tạm 10 triệu Tuấn Vĩ nghe. Ok chị. À, Rồi, vậy nha đây. chị nha. Cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều Rồi, nghe. Chúc ok em. đại gia đình Tuấn Vĩ nè sức khỏe và hạnh phúc. Rồi sau nữa là mình cũng chúc tất cả cộng đồng mạng, ông bà của chú cũng sức khỏe và hạnh phúc bên người thân của mình. Và nhân đây á, là tôi cũng xin nói luôn á, là tất cả trên cộng đồng mạng á, thay vì như mình coi Facebook, mình lướt Facebook hàng ngày đó, thì bây giờ tôi xin là khuyên tất cả mọi người là thay vì mình coi Facebook thì mình lướt vô cái kênh Tuấn Vĩ yêu thương. À, thứ nhất mình cũng giải trí nè, thứ hai nữa là có thể mình cũng một cái việc làm đó cũng rất là, nói chung là nhìn thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà rất là có ích, mình giúp cho rất là nhiều người nè. À, vì trong cái lúc là cái hoàn cảnh hay là cái lúc loạn lạc giặc giã rồi đó, thì cha mẹ có thể xa con rồi, bây giờ mình cái việc đó có thể mình làm kết nối là mình làm để cho cái kênh của Tuấn Vĩ lan tỏa ra mạnh, để giúp được cho tất cả nhiều người được đoàn tụ với gia đình đó. Tôi chỉ xin là tất cả cộng đồng mạng mình đó, cố gắng, vì hàng ngày là tôi khóc ké Tuấn Vĩ là không có tuy tuy nói chung là cập nhật không kịp để cho chị coi luôn, nói thiệt tình, coi cách đây 2 phút cũng coi liên tục luôn. Này vừa rồi á chị mới đi Sài Gòn về nè, nghe nói Tuấn Vĩ đi xuống Đức Huệ đó, Long An á, chị xuống mà Tuấn Vĩ xong việc hết rồi, chị đi Long An mới về nè, cái xong việc rồi đâu tiếp dễ sợ. Rồi em cảm Rồi. ơn chị đã có ý kiến và cũng nghĩ tốt cho chương trình. Nhưng quả thực thì là lâu nay thì em cũng đón nhận được tình cảm của cô chú anh chị cũng dành cho em khá là nhiều. Thì trong thực tế là em cũng thấy như vậy. Nhưng mà rồi nhiều hơn nữa cũng càng tốt. Những ai chưa biết hoặc là những ai ấy thì thêm vô nữa thì cũng càng tốt. Rồi lâu Tuấn Vĩ nhé, chị đẹp nha, gặp chị đẹp để đăng lên coi nghe, với lại cái gia đình đồng thần của Tuấn Vĩ vui quá đi. Đấy, Ok cảm ơn chị. Tuấn Vĩ nhiều nghe, chúc Bye Tuấn bye chị. Vĩ khỏe. Chào Tuấn Vĩ, chào cộng đồng mạng nha, Bye bye chị. bye bye. Dạ.